đến với video của chúng em ngày hôm nay. Và trong video ngày hôm nay em sẽ giới thiệu đến anh chị một tác phẩm vô cùng là đặc biệt đang có mặt ở đây. Và em mời anh chị cùng like đón xem tác phẩm này cùng với em anh chị nhé. Và trước tiên thì em xin được gửi lời chào và lời chúc tới toàn thể các anh chị có được những ngày nghỉ lễ thật là nhiều niềm vui, hạnh phúc bên gia đình và người thân của mình. Và anh chị ơi, tác phẩm Tượng Hộp Đá của chúng em thì nằm tại làng nghề Mộc Đông Giao thuộc xã Lương Điền, huyện Cẩm Giàng, tỉnh Hải Dương anh chị nhé. Làng nghề mộc của chúng em có truyền thống lên tới 300 năm chuyên chế tác những cái tác phẩm tượng gỗ mỹ nghệ. Và anh chị có quan tâm hay cần đặt hàng tác phẩm tượng gỗ gì, các anh chị đừng ngần ngại liên hệ đến chúng em để đặt hàng nhé anh chị nhé. Dạ vâng ạ, em Tượng Gỗ Độc Đáo xin được gửi lời chào đến toàn thể quý anh chị ạ. Và trong video ngày hôm nay thì chúng em sẽ quay trực tiếp một cái tác phẩm rất là VIP đang hiện diện ở trên màn hình với anh chị đây, để anh chị có thể ngắm và tham khảo những cái tác phẩm tượng VIP như thế này anh chị nhé. Một tác phẩm, một cái mẫu tượng quan công được đục chế tác trên một cái phôi gỗ rất là VIP và to, với chất liệu là gỗ chắc đỏ đen. Và em sẽ báo kích thước của tác phẩm để anh chị có thể ngắm nhìn cùng em tác phẩm này nhá. Vâng, trước tiên thì em sẽ mời anh chị cùng ngắm với em tứ diệu của tác phẩm này. Tác phẩm này thì thực sự là được chế tác trên một cái chất liệu gỗ, một cái phôi gỗ hoàn toàn là liền lạc. Và kèm theo đó cho em đó là tác phẩm được chúng em nhờ cậy đến một người nghệ nhân rất là xuất sắc để chế tác nên tác phẩm này. Em quay cho chị ngắm nhìn mặt sau lưng với chúng em nữa này. Đây anh chị nhìn giùm em một chút tứ diệu. Tác phẩm này thì có bao gồm là nguyên cái phần tượng của em là trên một cái phôi gỗ chắc gần như là hàng, anh chị nhìn thấy không ạ? Chốt hộp đặc kịt và vuông vắn, vuông đét như thế này. Đấy, đao thì em làm rời và tác phẩm thì được hoàn thiện bằng cách đó là đánh xi nên chị sẽ thấy rất là bóng. Và để quay kỹ hơn thì em xin phép là tháo cái phần đao này của ngài ra nhé. Và đây, em sẽ tháo tạm đao của ngài ra để có thể quay kỹ hơn tác phẩm cùng với anh chị nhà mình nhé. Vâng, một tác phẩm ngài quan công. Và trong phong thủy thì ngài quan công luôn giúp trấn trạch trừ tà rất là tốt anh chị nhá. Vâng. Đấy, và anh chị có thể ngắm nhìn giúp em. Em mời anh chị ngắm nhìn từ cái chi tiết nhỏ đó là cái chiếc đao của ngài này. Vâng. Thanh Long Yểm Nguyệt đao đúng không ạ? Đây, chị nhìn này, được lựa chọn trên một cái phô gỗ mở lên tận chun chớp này và được làm rất là tuyệt vời luôn đấy chị thấy không ạ? Đây, lựa những cái phôi gỗ phải nói là xuất sắc nhất, gỗ lên cả chun chớp rồi anh chị nhá, để làm nên cái tác phẩm này. Và đây bên dưới này, Thanh Long Ỉn Nguyệt đao, đây cái hình ảnh của cái phần đầu rồng đấy. Và kể cả cái gậy này chị nhìn thấy này, có cái độ nét chưa ạ? Thực sự là cái tác phẩm này chúng em trau chuốt tỉ mỉ đến từng cái chi tiết nhỏ một. Đấy, một cái thanh kiếm rất là tuyệt vời đúng không anh chị ơi? Đây, và tạm bỏ cái tác phẩm cái đao này sang một bên thì anh chị cùng em ngắm nhìn đến cái phần tượng của ngài Quan Thánh nhé. Và em sẽ quay phần diện để các bạn cùng ngắm nhìn với em tác phẩm nhé. Trước tiên thì em xin giới thiệu đến kích thước tác phẩm này, có chiều cao tổng thể là cao 1m15, chiều cao tổng thể là 1m15 nhưng chị ơi, rộng là 40 và chiều sâu cho em đó là 26, được chế tác trên một phô gỗ chắc tuyển chọn liền lạc nguyên một khối cực kỳ là tuyệt vời, và được một nghệ nhân khá là trẻ tuổi nhưng mà lại có cái tay nghề và cái độ xuất sắc trong nghề rất là cao, và được coi như là cái nghệ nhân mà chế tác tượng quan công gọi là đẳng cấp nhất hiện nay tại làng nghề của chúng em. Và nghệ nhân Hải rất là trẻ tuổi nhưng mà có những cái đường nét, những cái chế tác cực kỳ tuyệt vời. Em mời chị đến gần hơn với tác phẩm này với em nhé. Vâng, trước tiên là anh chị có thể ngắm nhìn cho em cái nét đục của tác phẩm nhá. Anh chị nhìn diện của ngài thì rất là thần thái cho em này. Vâng, tác phẩm của chúng em đây là về ngài Quan Công, tên thật là Quan Vũ, hay là trong đạo giáo Trung Quốc thì còn gọi ngài là Quan Thánh Đế Quân, có tự là Quan Vân Trường. Và tượng ngài Quan Công thì bản thân của Quan Công thì chắc chắn là nhắc đến tên thôi là ai ai cũng biết đúng không? Đúng phải không anh chị ơi? Và ngài Quan Công thì được coi là một con người mà rất là có nghĩa khí và tượng trưng cho 6 chữ đó là trung, nghĩa, tín, trí, nhân và dũng. Và ông còn là một trong 4 vị thần hộ pháp của đạo giáo, và ông được coi như là hình mẫu chuẩn mực của các doanh nhân chân chính. Thế nên là rất là nhiều các anh chị làm doanh nhân
thì đều mong muốn thỉnh ngài quan công về để trưng bày nơi không gian làm việc để có thể mong muốn được hưởng được những cái sự thông minh hay là những cái sự khéo léo, cái tài năng của ngài quan công đấy, và anh chị được ngắm nhìn cùng với em. Và tác phẩm thì được chúng em được những cái nghệ nhân top 1 của làng nghề chế tác, nó đầy tinh xảo và toát lên cái thần thái và dáng vẻ đầy cái vẻ trượng nghĩa oai phong, khuôn mặt và ánh mắt quyết liệt hết sức uy nghiêm đấy. Chị nhìn thấy cái khuôn mặt của ngài này, thấy chị nhìn đôi mắt nhá, đôi mắt này, từng cái phần lông mày nhá và phần sóng mũi này đấy, như từng cái nếp nhăn ở dưới mắt này các bác này đấy. Đấy, các bác nhìn ngắm cho em rất là giống thật luôn cho em ạ. Từng cái phần râu này, râu thì tỉa bằng tay hoàn toàn, anh chị nhá, thấy anh chị có thấy mượt và cái độ sắc nét của tác phẩm rất là kỹ cho em này. Vâng. Và tác phẩm này của chúng em đó là hình ảnh của ngài quan công Trấn Ải anh chị nhá. Và hình ảnh quan công Trấn Ải thì mang ý nghĩa phong thủy tín ngưỡng cực kỳ sâu sắc. Trấn Ải là một cái hoạt động mà giữa cửa ải để được an toàn trước các cuộc tấn công, và phải là một cái người vị tướng lĩnh mà phải có cái tài ba, có cái khả năng rất là tài giỏi mới có thể là giữ được cái cửa ải mà không để quân địch xâm chiếm được. Thì đấy là một cái hình tượng rất là tuyệt vời, cũng là để thể hiện cho cái việc là trấn áp những cái nguồn năng lượng không tốt tiến sâu vào cái không gian gia đình và mang lại cái sự bình an cho gia chủ và gia đại. Và bên cạnh đó thì cái hình tượng của ngài quan công Trấn Ải còn mang tới cái sự thịnh vượng, trí tuệ, tiền bạc trong kinh doanh. Đây là một cái mẫu tượng mà phải nói là rất là tuyệt vời để anh chị có thể tham khảo và thỉnh về trong không gian gia đình mình ạ. Dạ vâng ạ, anh chị có thể ngắm nhìn cho em cái mũ nhá, cái mũ của quan này. Đấy, cái mũ của ngài này, đục rất là chi tiết cho em anh chị nhá. Ở bên trên đây là em còn gắn cái đá này. Vâng. Tượng ngài quan công thì anh chị có thể thấy là cái tác phẩm này thì là một trong những cái mẫu mà rất là khó và rất ít người dám chế tác, bởi vì ngoài cái khuôn diện dữ dội và phải nói là thể hiện được cái ý chí và cái sự oai phong của ngài ra, thì nổi bật đó là những cái phần bộ giáp của ngài thì được làm phải vô cùng là kỹ càng, anh chị thấy không ạ? Đây, toàn bộ những cái đường nét của em là hoàn thiện thủ công bằng tay và tỉ mỉ làm từng chút một, anh chị thấy không? Đấy. Và những cái chi tiết này đều là đục lỗi hết nha các bác nhá. Đấy, đục lỗi hết cho em tay chị nhá. Em sẽ quay nghiêng ra để các bác có thể đấy, nhìn thấy độ đục lỗi nhá. Đây, đục lỗi này. Đục lỗi và mỗi một cái họa tiết nó sẽ khác nhau nha các bác nhá. Đây này. Đây là cái phần áo không giống giáp nhau này. Đâu. Cái phần giáp này. Đấy các chị thấy không ạ? Đấy, đục rồi. Rất là kỹ càng chi tiết đây, kể cả cái phần này nữa này. Đấy, các bác thấy không ạ? Đây là toàn bộ là hàng đục tay. Và với những cái chi tiết như này mất đến cả năm trời. Em phải chia sẻ không phải là hàng tháng nữa, mất cả năm trời mới có thể hoàn thiện xong một cái tác phẩm như này. Đầu tiên là cái việc cái phôi. Cái phôi gỗ này thì chúng em phải nói là phải sưu tầm, nó cũng phải tính đến năm hàng năm thì mới có thể sưu tầm được những cái phôi như này. Và để được cái độ gỗ bền vững chắc chắn rồi, sau đó chúng em mới đưa đi đến người nghệ nhân. Anh chị thấy này, từng cái đường nét được gọt tỉa đấy, nó cực kỳ lâu công. Mỗi ngày không thể, với những cái tác phẩm này thì không thể nào mà vội vàng hay là nóng ruột được, phải làm tỉ mỉ từng chút một. Đấy, anh chị có thể thấy với em này, nó gần như là không có một cái tì vết, một cái cặn bẩn nào hay là một cái chỗ nào mà chúng em không làm tới cả. Đấy, anh chị nhìn từng cái đường vẩy này, được làm vô cùng tỉ mỉ. Đấy, lại còn được chế tác trên một cái chất gỗ quý như là gỗ chắc đỏ đen nữa, thì thực sự là đây là một cái siêu phẩm mà mình xứng đáng để sưu tầm. Đây anh chị tìm được. Và kết hợp vào đó là những cái phần, một chút những cái phần này là những cái phần ngà nhá. Đấy, em kết hợp vào đây. Đấy, và anh chị có thể thấy những cái phần vải vóc của ngài nhá. Những cái phần lép gấp, lép nhăn của tà áo trông rất là giống thật cho em này quá này. Đấy, đẹp lắm. Thực sự là những cái tác phẩm này quay phải thật kỹ cho anh chị, nhưng mà cũng không có khi không thể hết được. Thì nếu mà anh chị mà có điều kiện và mình đang tìm kiếm, mình thỉnh tác phẩm này về để ngắm nhìn, thì thực sự em nghĩ là càng ngắm càng mê chị nhá, càng ngắm mới càng cảm nhận được cái tinh hoa trong từng cái đường nét. Đây, từ những cái đường nét tính toán vô cùng kỹ lưỡng, anh chị thấy không ạ? Đấy, phải nói là rất là khâm phục những cái bàn tay tài năng của những người nghệ nhân đúng không ạ? Bỏ công sức ra để chế tác lên một cái tác phẩm và nó là để đời. Đây anh chị thấy không ạ? Đấy là đây, đây nếu mà anh chị mà đôi có ngài của ngài có mắc dịp thì kỹ, có thể qua cơ sở của chúng em để ngắm nhìn tận mắt tác phẩm này nhá. Đây, nếu anh chị ở gần đấy, và anh chị có thể ngắm nhìn là mặt sau giúp em này. Đấy, phần mũ này, ôi chị ơi rất
là đẹp luôn. Và được thể hiện đúng cái hình ảnh như ngài đang ở trước cái trận địa, trước cái cửa ải đấy, những cái gió này và cái khuôn diện đang rất là tập trung. Đây, cái phần Áo hình giáp cái này. đường nét đấy đều là được chặt nổi hết anh chị nhá. Đấy, và được đánh si, anh chị nhìn thấy này, si để thì nó rất là mịn, rất là bóng mượt, phải cạo nạm. Em có một cái đội thợ chuyên để ngồi cạo nạm từng cái đường góc cạnh này, và khi mà cảm thì cảm nhận các chị có thể đưa tay vào từng cái chỗ này, vị trí này, anh chị cảm nhận được cái độ mịn màng đấy, độ kỹ càng đấy, anh chị thấy không ạ? Những cái tác phẩm như này thì chúng em phải làm nguội thật là kỹ và chúng em mới lên Và si nha các bác đấy, nhá. đen si thì cực kỳ bóng bẩy và bảo vệ được cái chất gỗ. Thì với cái dòng gỗ chắc này, các anh chị chơi đó là nó có được cái độ độ im của gỗ và cái độ bền chắc, không có hiện tượng đó là co ngót, nứt nẻ, cong vênh hay mối mọt gì cả. Thế nên là các bác sở hữu những tác phẩm về gỗ chắc như này thì hoàn toàn yên tâm rồi. Lại còn được những người nghệ nhân mà hàng đầu chế tác thì rất là tuyệt vời. Để em nghĩ là tác phẩm này là xứng đáng 10 điểm không có nhưng, phải không ạ? Đấy, em nghĩ phải 11 điểm rồi các bạn. Rất là tuyệt vời tác phẩm Vâng, này. có duy nhất một cái điều mà có thể là khiến anh chị lăn tăn băn khoăn khi mà sở hữu tác phẩm này, đó là chắc chắn là chỉ là về giá thôi. Bởi vì thực sự là em cũng chia sẻ là với những cái tác phẩm mà hàng kỹ như thế này thì cái công sức của người thợ bỏ ra thực sự là quá là nhiều. Thì với những cái tác phẩm như thế này thì nếu mà anh chị nào có đủ điều kiện về kinh tế này, đủ điều kiện tài chính và mình có không gian thì em nghĩ là mình nên sưu tầm những cái tác phẩm như thế này. Bởi vì cái tác phẩm như thế này, những cái tác phẩm mà thủ quan công bình thường thì anh chị có thể tìm bất kỳ đâu, trong tất cả các cửa hàng đồ gỗ đều có thể bắt gặp. Nhưng mà với một cái tác phẩm kỹ như thế này thì kể cả ngay như bản thân chúng em mỗi năm chắc chỉ làm ra được đúng hoặc là vài năm mới có thể làm ra được một cái tác phẩm như thế này thôi. Thì mình sưu tầm thực sự là nó rất là xứng đáng, và tô điểm cũng như là nâng tầm cái không gian rồi là nâng tầm cái đẳng cấp của người gia chủ lên rất rất nhiều lần. Chắc chắn anh chị mà kê cái tác phẩm này trong không gian thì bất kể ai bạn bè đến nhìn ngắm cái tác phẩm này thôi là cũng phải rất là ngưỡng mộ cái người gia chủ, phải nói là có cái con mắt nhìn vừa tinh tế lại vừa có được cái khả năng và về tài chính đúng không ạ, để có thể sở hữu được cái siêu phẩm như này. Thì thực sự là cái mắt nhìn của bạn bè đối với vị gia chủ là nó phải nâng lên rất là nhiều phần, đúng không ạ? Vâng, với một cái tác phẩm ở trong phong thủy là giúp anh chị trấn trạch trừ trừ tà rất là tốt anh chị nhé. Nếu mà anh chị làm mà có nhu cầu muốn thỉnh tác phẩm về thì anh chị có thể để lại số alo của mình ở phía bên dưới hoặc là kết nối với chúng em báo mã để em có thể báo giá anh chị vào một cái con số mà nó êm ái nhất anh chị nhé. Vâng, trong video này thì em xin phép là sẽ giới thiệu tới anh chị về kích thước này cũng như là mã và những cái đường nét của tác phẩm này thôi. Còn nếu anh chị nào thực sự mà hữu duyên, yêu thích, thiện chí muốn chốt tác phẩm mình thì hãy alo trực tiếp đến số hotline của bên em để được bên em tư vấn và báo giá cho mình nhé. Tác phẩm này thì em chia sẻ là giá trị là lớn đấy, và chi phí khá là cao bởi vì nguyên từ cái phô gỗ nó đã rất là đẹp rồi. Thứ hai đó là em thuê đó là thợ hàng đầu hiện nay về quan công chế tác. Bởi vậy nên là tác phẩm là giá trị cao nhưng mà thực sự là nó rất là xứng đáng anh chị nhé. Khi anh chị nhận tác phẩm hay là mình nhìn ngắm tác phẩm thì em thấy là sẽ thấy là cái chất lượng của tác phẩm cực kỳ tuyệt vời. Đây anh chị kể cả những cái bàn tay này, nổi lên những cái gân cơ này. Đấy. Thực sự là cái tác phẩm này em nghĩ là quay như thế nào cũng không thể nào hết được cái độ chi tiết đấy, chi bằng là mình nếu có điều kiện thì mình hãy dinh nó bảo về để ngắm nhìn mỗi ngày anh chị nhá. Dạ vâng ạ, em sẽ bảo lại mã và kích thước của tác phẩm anh chị nhé. Vâng, tác phẩm này có chiều cao rất là đẹp luôn anh chị nhá, với chiều cao là 1m15, rộng là 40 và chiều sâu là 26 đấy, tượng liền khối 100%, duy chỉ có đao của ngài là em làm rời ra thôi. Đấy, em mời anh chị cùng thưởng lãm và ngắm nhìn với em tác phẩm rất là đỉnh, rất là tuyệt vời như này, rất đẳng cấp như này. Một cái Mời tác anh phẩm chị cùng rất ngắm là nhìn. vip luôn anh chị nhá. Anh chị có thể ngắm lại giúp em một lần nữa. Vâng. Nếu mà anh chị nào yêu thích thì có thể để lại số alo, để lại thông tin ở phía dưới giúp em nhá. Thực Thì là sự em sẽ kết là nối và tư vấn anh chị hoàn toàn là miễn phí thôi ạ. quá tuyệt vời luôn. Nếu mà mình sở hữu được cái tác phẩm này thì thay vì mình sở hữu một hai cái tác phẩm nó không giá trị mấy thì mình dồn và mình sở hữu một cái tác phẩm đẳng cấp như thế này thì em nghĩ là thực sự là nó rất là xứng đáng và
Với những tác phẩm như này thì anh chị không sợ nó mất giá trị một chút xíu nào đâu ạ. Vâng, càng chơi nó lại càng giá trị, càng chơi nó lại càng bền bỉ và nó đẹp theo thời gian, theo năm tháng anh chị nhé. Vâng. Dạ vâng ạ, video giới thiệu của chúng em đến đây là hết rồi. Nếu mà anh chị nào yêu thích thì có thể liên hệ với chúng em, anh chị nhé. Vâng Và ạ. em cảm ơn anh chị đã lắng nghe video báo giá của chúng em, video giới thiệu của chúng em trong ngày hôm nay ạ. Vâng, tác phẩm này thì có mã là quan công 043 anh chị nhá, chất liệu là gỗ trắc đỏ đen và là một tác phẩm vô cùng là kỹ vip và chỉ có duy nhất một tác phẩm thôi. Nên anh chị nào đã yêu thích và quan tâm tác phẩm này, các anh chị đừng ngần ngại, hãy liên hệ đến số hotline của bên em. Đó là 0938 410 333 để được bên em tư vấn nha anh chị ơi. Dạ vâng ạ, em xin chào tạm biệt anh chị ạ. Vâng, em xin chào ạ.